Bị chửi bới khi làm từ thiện, MC Quyền Linh tuyên bố một câu. Mới đây, MC Quyền Linh đã đăng tải hình ảnh hành trình thiện nguyện của mình. Bằng cách bỏ tiền túi mua vải thiều, mang tặng cho những người quanh thành phố, nam MC hạnh phúc chia sẻ. Một ngày thiệt nắng nóng, nhưng rất nhiều cảm xúc. Mấy trăm ký vải đã được chia sẻ tới những nơi đang bị cách ly. Xin cảm ơn các bạn yêu dấu của tôi đã đi xuyên qua vùng dịch để đem những món quà tình nghĩa. Thiệt là ấm áp đó à nha. Tôi tin chắc rằng vải thiều hôm nay sẽ ngọt hơn vì có thêm những giọt mồ hôi và nụ cười của các bạn đó, yêu lắm và thương lắm. MC Quyền Linh đeo khẩu trang khi phân phát vải thiều nhằm đảm bảo sức khỏe mùa dịch. Dẫu gương mặt đã bị che chắn gần hết, nhưng không khó để nhận ra nụ cười mãn nguyện của anh. Bên cạnh đó, đôi dép tổ ong thương hiệu và chiếc quần ngố nhăn nhó như lò xo, quá đổi mộc mạc, giản dị của Quyền Linh cũng khiến khán giả chú ý và thương cảm. Tuy nhiên, Quyền Linh lại bất ngờ bị nhận gạch đá từ một số bộ phận cư dân mạng. Cụ thể, một người lên tiếng gay gắt, chửi bới nam MC. Anh thèm vải thiều nên mua để ăn, nhưng dám nói là giải cứu. Có thể nói câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, hoạt động thiện nguyện thời điểm hiện tại đang trở thành chủ đề nhạy cảm hơn bao giờ hết. Rất nhanh chóng, lời tiêu cực đã tới tai nam MC. Anh không chọn cách lảng tránh mà trả lời ngắn gọn với những người ủng hộ mình. Kể đi chị, chúng ta đang làm việc bằng tình người mà, không sao đâu. Trước đó, MC Quyền Linh vướng phải ồn ào trong chuyện nhận hợp đồng quảng cáo cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thổi phồng tác dụng sản phẩm. Trao đổi với Dinh, MC Quyền Linh gửi lời xin lỗi. Sau khi giới thiệu sản phẩm S trên trang cá nhân, tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt hơn 70 lần so với calcium bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình, nam MC nói. Quyền Linh cũng tâm sự thời gian qua, anh nhận được nhiều lời mời quảng cáo thực phẩm chức năng nhưng đều từ chối. Bản thân cũng là nạn nhân của trò cắt ghép, lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Tôi bức xúc khi hình ảnh của tôi vẫn bị cắt ghép, quảng cáo các sản phẩm xương khớp, ung thư, trĩ, sản phẩm nhạy cảm. Chưa bao giờ tôi ký hợp đồng quảng cáo với các sản phẩm này. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những cá nhân đang bị lợi dụng hình ảnh của nghệ sĩ để làm công cụ bán hàng, MC Quyền Linh nói thêm. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.